Dạ em chào mấy anh nha. Dạ bữa nay ngày 13 tây tháng 5 nha. Em có lên mười mấy con máy giới thiệu với mấy anh ha. Kênh em bán là bao hơi bao lửa, chưa nổ, chưa tính phí ship nha anh. Con nhỏ xíu xìu siêu này thì nó khoảng cả 90. Tại vì nó nặng 15 kg. Ủa quên, con này 12 kg. Cái thằng Giang Ma 120 thì 15 kg thì nó khoảng cỡ 105. Còn thằng 5 ngựa 20 kg thì nó khoảng cỡ 125 tới 130. Tùy theo mình hơi xa chút xíu hay gần xíu ha. Dạ em vô luôn nha anh. Con này chùi rửa sạch sẽ, con này em bao hơi bao lửa rồi nha anh, có nghĩa rồi ha. Thợ em gắn công tắc luôn tại nó sợ đi quên nè, chửi nó riết gì sợ không mà thiệt, nó khi cũng quên hoài anh. Con này là con Mitsu 82 ha anh. Mitsu 82 là hai ngựa tư ha. Con này cốt thẳng gắt bơm, khóa xăng công tắc nào ngon lành luôn ha. Bô nhanh 656 1,6 triệu. Con này khá đẹp luôn á. Lóc ốc, hai con ốc bô đẹp xuất sắc luôn. Còn mấy này anh biết không, dính sình nè, dính sình nó tuổi thọ em chưa này, sình trong đây nè, đâu có không, còn mà chà kỹ nó chỉ chà lớp ngoài thôi đó. Này đâu tụi em rửa bằng tay không, thập cò đẹp xuất sắc luôn. Con này báo giá công khai 1,6 triệu nha anh. Bình xăng nhựa nha. 657 con Rubin Y08 nha anh. Con này em tháo từ bơm ra nên nó trở thành cốt răng ha. Về gác bơm 76 nha anh. Con này hai ngựa. Bô đẹp ha. Bô này chưa sơn nha anh. Bô zin nha. Tại vì anh biết cái bô của 08 á, nó khó sơn lắm. Khi mà sơn đây anh mở ra nớp này thôi, còn đây nó có hai con ốc á, nhằm khi gãi bứt bứt cái cổ của bô lửa luôn. Con này nó bị khuyết điểm chỗ này nha. Đây ở đâu ta, em nhớ nằm ơi, nó có một cái cấn 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 chút xíu chỗ này mà ta. À đây chỗ này anh, đây à, chỗ này chút xíu chỗ này nha anh. Này, công nó dợp về nha. Nhưng mà bình xăng nhựa. Con này 658, con này con Honda 3,5 nha anh. Honda 3,5. Con này bô rồi còn xuất sắc luôn, nhưng mà dàn áo xuống rồi ha anh, chụp giật nó cũng xuống màu rồi nha. Con này lửa đeo. Đa phần những con Honda lồng đứng là lửa đeo hết nha anh. Anh không thấy cục lửa đeo là anh biết rồi đó. Biết nó là dứt lửa rồi đó. Tại vì nó không có đòi lửa trong qua lăng, nó là lửa đeo bên hông không. Cái này ha, bô xuất sắc luôn. Con này Honda 3,5 ha, em báo giá công khai 1 triệu nha anh. Kênh em là báo giá công khai ha, không check in ha, không inbox nha. Em bán máy chứ không phải bán kim cương mà in với in chỉ cực chết mẹ. Cái này cứng quá anh ơi, như mình thấy cái vành ha, cái vành ở bên trong chắc cũng không đến nổi đâu nha anh. Mai mở ra chụp bên Zalo ha. Con 659, con này là con không Mitsu nha anh, 3,5. Con này máy đứng luôn nha. Có mấy anh về có khóa xăng, mấy anh la làng ở sớm chỗ khóa xăng mà cứng quá trời. Trời ơi, thì mấy anh vô dầu, vô nhớt hoặc mình xịt G7 vô, họ chịu khó cứng quá lấy kìm bẻ giùm em. Trời ơi, khổ tâm dễ sợ. Con này xài tép nha anh. Nè, bên hông nó có cục tép nè, IC. Con này hỗ trợ sơn giúp anh rồi nha, sơn bô. Sơn cho nó đẹp. Con này thì ga nó nằm trên nha anh. Gió hơi bị trầy trụa chút xíu ha. Dạ. Con này Mitsu 3,5 báo giá công khai 1 triệu nhanh. Bình xăng bên trong nha. Rồi, 659. 659 là con Mitsu 3,5 cốt chiền tua chậm, con này báo giá công khai 1 triệu. 659 giờ tới 660 ha anh. 660 con là con Giang Ma 140 120 ha. Giang Ma 120 là 4 ngựa. Con đòi chiên gắt xới nha anh. Đây anh. Ủa sao này 140 ta, sao nó để trong đây tới 140 luôn anh. Nhưng mà cái lốc máy nó mất bà rồi nè, nó mất mẹ cái tem rồi nên cũng không biết đây là 140 hay 120 nha. Đó, lời ăn lỗ chịu nhanh. Nếu mà nó là 140 á, bạc và bích tông dơ nó 140 thì nó là được 418. Mà nếu nó 120 á, nó sẽ là 4 ngựa nhanh. Tại vì ở đây thường nó đóng cái lốc đây, nó đóng đây nhưng mà ở đây nè không có ha.
Thôi lời ăn lỗ chịu, con này 1,5 triệu nha anh. Em báo giá con này là con giang ma 120 ha. Tại vì cái tờ giang ma nó giống. Mình chỉ phân biệt được ví dụ như từ 6, từ 5 tới 4 thôi, tại phân biệt qua cái cốt. Còn thứ mà 4 ngựa và tới 48 khó phân biệt lắm. Con này có bô đẹp nha anh, bô đẹp. À con này nó có một khuyết điểm chút xíu chỗ này nha anh. Đây. Con này cái này là em đã sơn rồi nha. Anh lưu ý nha. Đây con này nó sơn rồi. Bình xăng mẹ sơn thôi. Áo gió thì không sơn ha. Mắc xăng là ngon lành. Anh biết tại sao không? Em tính bỏ con này rồi. Cho nó giả thịt là đa phần em bán đồ món nó còn ngon hơn bán máy nữa. Nhưng mà thấy cái bình xăng trong nó quá đẹp đi. Nè. Coi nè. Anh thấy cái vành nó không? Đó. Cái vành nó còn in cái chữ gì luôn đó nè. Nên em mới sơn cái bình này, chứ cái bình này do nó nằm ở phía trên á, nên cái bình này anh biết không, nó bị chạy hết ráo à, nó không có đẹp. Nên em sẽ sơn mà thấy bên trong còn được quá, nên em sơn bô rồi còn ngon lành ha. Áo gió của nó luôn nha. Con này 1,5 triệu nha anh. 660 661 661 con là con giang ma GA 120 1160 nha. Áo gió đầy chút xíu chỗ này thôi. Con này thì xài đời bôi nhớt. Mắc nợ ai đâu mà ta nhắc trời. Đây con này là 160 nha anh. Bô đẹp. Con này nhưng mà ngược lại con này nó rớt. Nó rớt cái bình xăng rồi. Bình xăng mẹ trong nó không đẹp nha anh. Về hỗ trợ giúp em ha, sụp rửa giúp em nha. Con này 1661, bình xăng bên trong. Bình xăng bên trong không đẹp nha anh. Đây. Con này 2 triệu nha anh. Giang ma 1,2 1,60 nha. 1,60 là 5 ngựa 2. 1,60 là nhiêu ta? 1,60 5,2 hay 5,8 ta? Con này 6,62 ha anh. Con này cu ta lỗ cốt thẳng nha anh. Con này khỏi chê rồi, đẹp xuất sắc lì như trâu bò luôn. Đợi IC nha anh, lửa đeo. Con này anh biết cái bình xăng đẹp như mới luôn. Ba con ốc này bệnh nó bắt nó bị ấy rồi, để em mượn mấy thợ lấy này ra nha, để về nhầm khi anh không có máy hàng á, anh lấy mấy con ốc này cực lắm. Con này 662 cút thẳng nhưng mà là cút răng nhanh. Con này bình xăng mẹ đẹp như mới luôn. Subaru 6 ngựa. Xài bôi nhớt hạ từ dàn xới xuống nhanh. Con này bị rớt cái bình xăng bên trong rồi, không đẹp ha. Đây con này 6 ngựa nha. 6 ngựa. Con này cút chiền hả? Thẳng trời. Có 4 lỗ ốc bắt kìa. Nhưng mà con này là cút chiền. Bữa clip trước em đăng em lộn hai con cút thẳng, mà em nói cút chiền, mà mấy anh khách vẫn phát hiện ra và mấy anh khách mua. Chứ nếu mà em phát hiện con cút thẳng là em bán giá cao rồi. Thẳng tại nó hiếm. Về nhầm khi em quay nè, ba chớp ba sáng mắt em đâu có thấy đường. Quay về ngó thôi. Con này bình xăng bên trong nha. Đó. Bỏ đá mi vô, bắt đầu bỏ máy giữ xe vô quậy, sốt, bỏ xà bông luôn như chén đâu. Dạ. Hỗ trợ giúp em ha. 663 con này 1 triệu Subaru 6 ngựa nha. 664 664 con này là con Rubin EI23. Én nhỏ IC ha. Con này đời IC tép. Cục lửa nằm trong ha. Có một đời lửa nó đeo bên hông. Nè anh thấy hai cái cây nè, hai cây này để đeo lửa. Con này 6 ngựa nha anh. Con này Rubin EI23 ha. Dạ, 6 ngựa. Cút thẳng, cút chiền. Cút 20 ly luôn nha anh. Cái thằng 6 là nó 20 ly ha, nói chung với thằng 5 nha anh. Chỉ khi nào mình bước qua 7 hoặc là 65 á, thì nó mới là hai cốt 25. Con bô con 644. Ủa 664, con này là 1 triệu 1 nha anh. Con là Robin 6 ngựa. Bình xăng bên trong nha. Được chứ không đẹp nha anh. Mà cũng không gọi là xét.
665. 665 con là con Kawasaki én ha, con của con thỏ nha anh, thỏ chỉ tay ha. Lửa. Mấy đời Kawasaki này em về em có mấy con ở bình xăng xác xác em bỏ hết để em giả thịt bán một món. Con này là KF53 nha anh. KF53 là 5 ngựa ha. Có nghĩa em báo giá này à, 5 triệu mốt, 1 triệu mốt có nghĩa là em đãi về em đi thôi. Em đi em trút nhớt em đi, tại vì bộ điện không cho đãi nhớt nha anh. Về em anh phải mở bình xăng con ra xúc hỗ trợ giùm em cho nó chưa nổ nha. Em báo kỹ chưa nổ nha anh. Con này báo giá không 2 triệu mốt nha anh. Đời Kawasaki 5 ngựa 665. Con này biết sao nó hơn 100 ngàn, tại bình xăng nó quá đẹp. Đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. 1 triệu mốt. 666 nha anh. 666 con này con Kawasaki 7 ngựa 6 ngựa rưỡi chính xác. Con này báo giá không 2 triệu 3 nha anh. Nặng như trâu bò 27-28 kg. Công tắc. Đây con này đời là KF64 nha anh. 6 ngựa rưỡi Izapan cốt 25 ly ha. Con này khá đẹp luôn á. Đời Kawa này mấy anh ở Trà Vinh xài ok lắm luôn. Con lóc đẹp quá. Cái đời nhôm của nó còn mới á. Nhìn nó đẹp. Con này 1 triệu 3 nha anh. 666. 666 triệu 3 nha anh. Bình xăng bên trong ha, khá đẹp luôn nha anh. 667. 667 đời này là Kawasaki luôn nha. Kawasaki FG230 có nghĩa 230 là 6 ngựa nha anh. Con gì đâu mà dây nhợ lòng thòng lỉnh thỉnh. Mấy cái dây nè anh. Dây zin của nó nha anh. Nè, dây này dây zin nè. Cái đời dây nó ấy đây anh. Đây. FG230 là 6 ngựa nha anh. FG230 là 6 ngựa, con này là 6 ngựa nha. FG230 chứ không phải FG200 nha. Con này có bô hú hồn luôn, đẹp đẹp. Bô e nó kìa. Trời ơi, bô e thấy ghét dữ trời. Khi mà ròm rà mà nặng nề dữ trời. Mấy cái bô ống này biết không, nó nặng chút xíu nhưng mà nó anh biết sao? Nó nổ, nó ấm lắm. Con này 667. 1 triệu 3 nha anh. Bình xăng bên trong ha. Con này nó lai áo lai quần ha, có nghĩa là nó dễ đi cha vậy luôn á, nhưng mà bệnh nó cấu tạo á. Áo đỏ, quần trắng. Kia không có thay thiết gì trọng á nha anh. 668. 668 con này là con Robin EI23 luôn nha anh. EI23 cái đời này biết sao? Chụp giật mặt quỷ. Chụp giật nó dài nằm đây nè, em ghét em bỏ ra. Chế chụp giật tròn vô cho nó đỡ cồng kềnh nên nó không có cái tem. Tem nó nằm trên chụp giật mặt quỷ. Con này Robin EI23 là 6 ngựa nha anh. Lóc nó có in ha. Đây EI23 nha. Đây lóc nó in luôn nè. EI23 luôn, không thể nào chối cãi được. Con này báo giá công khai 1 triệu 2 nha anh. Bao hơi bao lửa chưa nổ nha. Anh nào cần nổ thì hỗ trợ riêng giúp em ha. Bô 668 1 triệu 2 nha anh. Bình xăng bên trong ha, có xét chút xíu nhưng mà còn cái chống cháy nha anh. Có cái lớp chống xét. Để mày quay con, để mày quay. Có lớp chống xét bên trong nha. Lấy điện thoại mày cho mượn kìa. 669 nha anh. 669 đời này Isaki gắt xới ha. Con này 5 ngựa. Con này FG200. Con này là chuyên gắt xới ha. Công tắc. Bô. Con này 5 ngựa nha. Con này báo giá công khai 1 triệu nha. Con này bình xăng nhựa. Bình xăng nhựa nha. Cái này cái miếng sắt thôi. Bên ngoài nó xét rồi. Gì con? Có cơm ăn chứ, con ăn cơm không? Ăn. Nấu hai lon đi. Cơm còn không? Cơm còn không? 669 1 triệu nha anh. 669 tới 670 nha. Con này là con Mitsu 510.
cô này nằm bên ha, cắt xới nhanh bôi nhớt luôn. Cái thùng xăng nằm bên nè, 510 là 5 ngựa nha anh. Đợi IC ha. Con này nói chung nó cũ nha anh, không đẹp ha. Con này không đẹp em báo trước nha, mình xăng nó xuống rồi nha anh. Đây, chạy chủ hết ráo rồi. Nhưng mà cái bình xăng bên trong đẹp, nó ăn tiền cái bên trong thôi, ruột rà nó trong nó ngon lành, bao tử nó còn ngon. Ở ngoài là da đen da thâm kệ bà nó nha anh, 1.1 triệu nha anh. 1.1 triệu, Mitsu 510. Còn con này ha, con này thì EI28, hàng Robin cốt thẳng nha anh. Con này có đề luôn nha. Con này đẹp á. Áo gió đâu không trầy, trầy chút xíu chỗ này thôi nha. Nó một lõm này thôi, giống như cái mục ruồi, giống như con ve chó ấy. Đây nha anh, công tắc còn ha. Hai chìa ha, hai chìa, một chìa Sipu luôn. Cục đề chết cha, cục đề em nhớ em vậy, em còn nợ ai cục đề ta. Chết rồi. Anh nùng. Con này ha, lock in nha. EI28 nha. EI28 luôn. 1322017. 53 03. Ủa nào phải, nào phải mã số serie, cái này là em đọc lộn trên đây. Con này EI28 nha anh, con này là cốt thẳng. Công tắc. Ồ này này anh, bên đây nó có cục sạc nè. Cục sạc nhỏ xíu nè, kế bên công tắc. Con này cốt thẳng nha anh. Cốt thẳng nên nó là cốt 20, nó là cốt 25 ly nha. Con này có đề luôn. Quá tiện lợi luôn. Mình xỉn, mình nhậu, mình có đề, mình bắt lên một cái bật là nó nổ ra khỏi, giật. Giật cực khổ quá. Con này báo giá công khai 2.2 triệu nha anh, 671. Cốt thẳng, có đề, 2.2 triệu nha. Còn công tắc đề luôn, mà còn zin luôn. Bình xăng bên trong mới cáo luôn. Con này trắng phiếu luôn. 671. 671, 672. 672 con là con Giang Ma nha anh. Con Giang Ma 7 ngựa. Đời Giang Ma này đời, đời đầu, đời cổ. Trời ơi đừng chê nha anh, mấy đầu cổ nó chạy. Má ơi luôn nè, anh thấy cái lóc nè, anh thấy cái nhôm nó không nè. Cái nhôm của nó nè. Cái nhôm trên cái cánh này mà nó đẹp nè. Trời ơi nó đẹp. Còn là lóc còn sáng dớ luôn. Bình xăng bên trong có được cái bô e, cái bô e nó bị xuống màu. Con này lóc còn đẹp lắm chứ bộ. Con này lì như trâu bò luôn. Làm cái thăng sai không mệt mỏi. 672 nha anh, bình xăng bên trong nha. Bao đẹp, 1.3 triệu nha. To khỏe được việc, rước em đó về. 673, 673 là con EI28 cốt thẳng luôn nè anh. Con này cốt thẳng luôn nha. Y chang với con màu đỏ nha anh. Nhưng mà con này không đề, con kia có đề ha. Con này thì 1.8 triệu, con có đề cộng thêm 400 nha. Chốt quết luôn, con này chốt quết chứ phải chốt răng nha anh. Chốt răng thì tháo bơm, còn chốt quết thì nói chung là nó là hàng của tháo từ những đầu xịt hay gì đó. EI08 nha anh. Con này 4 ngàn. Đời này thì cần ga nó nặng dày. Cần ga nó dày y chang như cái đời của mà cái con EH25 anh. Nè, bắt đầu ga đó nè. Chứ nó không có thể như cái ga nằm dưới. Con 673 nha anh, 1.8 triệu là con cuối cùng trong clip em luôn nha. Con này bình xăng cũng vậy, trắng tinh hả anh. Đây. Cốt thẳng luôn ha. Hai con EI28 là con cốt thẳng luôn nha anh. Em còn về mấy con EI28 là cốt chiền để tuần sau em quên. Thứ tư em lên ha. Dạ em xuống like nha, em chào mấy anh nha. Kính chúc anh dồi dào sức khỏe nha, phát tài phát lộc nha. Dạ em cảm ơn mấy anh nhiều, cảm ơn mấy anh thời gian qua đã ủng hộ em nha. Dạ em xin chào.